Cô chú anh chị và các bạn, hôm nay gia đình mình có bác Thanh từ New York xuống chơi. Rồi bác là bạn thân của cha mẹ. Rồi hôm nay bác muốn hái ớt để trải nghiệm. Ok, đây là bác của mình đây, đang hái ớt để trải nghiệm nè. Nhiều quá trời nhiều luôn rồi. Bé My đi đâu rồi đó? Hả? Hai đứa đi xuống Fort Myers thăm con bé bạn đó rồi. Con làm gì? Ủa, nó không có làm à? Đợt nay xin nghỉ hả? Con cũng hay hết hả? Dạ. Vậy lấy đây nè. Không, con hái. Cái này nó cũng chín nhiều rồi. Nhưng mà cái này cay không rồi thôi. Này không cay. Ủa vậy sao? Cái ớt dài nó cay hơn cái ớt tròn. Vậy à? Dạ. Nhưng mà trái cũng sai dữ dữ chứ không? Ồ, trái dữ dằn lắm. Nó cũng cay mà nó không cay bằng cái ớt loại mà với sừng trâu mà dài dài đó bác Thanh. Ừ. Loại bác đang hái. Ừ. Nó đẹp. Cây đó trái cũng quá trời trái luôn. Trời ơi, đây người ta trồng nhiều, tao hái bán cũng mỏi lưng tí mẹ luôn. Ngồi hái cũng mỏi lưng. Đúng rồi, thật não. Yeah. Ủa bác trai đâu? Ông nay, ông nói ông mệt quá, không nghỉ gì. Ngày hôm qua ông nhậu với cha. À. Hai ông bạn về. Chừng nào bác về? Bác thứ ba. Cuối tuần này đi chợ trời được rồi. À. Hôm nay là ngày thứ 6 mà mấy người người ta lại người ta cắt cỏ vòng vòng con miếu đi. Nó kêu ồ nó chạy xuống gần luôn. Hi. Hello everybody. Này lâu lâu cũng lỡ tay nó bẻ nhầm cái. Trời luôn cái đó cay luôn các bạn. Nguyên một giường. Dạ mình phải hái với bác rồi mình hái nên là từ nó khô nó rụng. Khô nó rụng luôn. Lúa này bộn, lúa này nhiều á. Cây này loại này nó cây lắm á chà. Cây lắm à, cây này. Nói chung là năm nay mình ớt cây không à, ớt loại cây độc đáo nè. Trái cây quằn ở trời đó thôi nè. Ừ. Đây là quá trời luôn. Bình thường mình trồng có một cây hay cây thì mình phê thái bẻ mình phê gì quá trời. Con gái miền Tây đó. Mình đã cắt cỏ nó tỉa đang chạy eo mình chưa xong cái ớt nữa. Cái này mình để tới năm tới nó có trái nữa không anh Hùng? Ờ, con đựng gỗ rồi đó. Cũng có nhưng mà mình tới mùa lạnh mình cắt cái nhánh bỏ đó chị. Ủa có con đổ quá trời luôn. Cho nó ra cái tược lại. Ờ. Cái đó vô làm tương ớt ngon á. Con hái đỏ, con hái đỏ không ạ? Cái trái nè chưa? Trời tỉa nãy giờ gỗ mà chưa chùm, hết. Chùm. Đỏ cây nè. Lưng muốn khòm. Cái này nè, bà đây ngồi đau lưng lắm á. Hôm nay nó thử mùa, nó không bị mò, bị sâu rồi cho đã quá trời đã. Không có cây nào bị cái gì đó. Mới thấy nè, được hơn nửa xô rồi nè. Gần đầy xô rồi.
bẻ bẻ mới cho cái đống ngồi đứt nhức lưng luôn á. Đầy cái gì mình hái chứ mấy ngày sau ra là đầy nữa. Dạ. Còn cái nhánh này nè, quay cái nhánh này nè, hết sảy luôn, quá trời, coi một nhánh mà vậy nè ông ơi, có một nhánh mà cái nè chùm chùm luôn không. Ừ. Con hái một thao rồi, một gỗ rồi, bây giờ thêm nữa mà cũng quản tinh thần mà một cây một nè, thấy chưa cô chú anh chị và các bạn cây này phải là dữ nè, cây nhỏ nó dữ gãy cái nhiều quá, nó quằn xuống nó muốn gãy cây luôn. Dạ, nó muốn gãy cây luôn á. Ý là con hái mấy nhánh này ra hết hồn không. Ừ, hôm nọ tôi cầm cây tôi cột đứng lên nhưng mà tôi thấy nó chịu hết nổi rồi, tôi mua cho nó sụn xuống luôn. Trời ơi, hàng kia nó sụn xuống hai bên á. Nhiều quá nó sụn, cây này trời, chín quá trời chín luôn á. Chổi lên rồi nó chịu không nổi rồi, nó quằn xuống nó cũng gãy nè, con kệ cho mày cài luôn. Chị mày năm rồi không có trồng ớt các bác Thanh. Ừ. Đầu nó có một cây ớt nó dạng nha, con nó kêu bằng cái ớt gì chim ị á. Ừ. Nó ăn rồi nó gớt cái hột xuống dưới, đầu cái năm sau nó lên, tự động nó lên lại mà trái nó cây kinh khủng luôn. Dạ. Dạ. Mà dòng ớt nó cay lắm chị ơi. Dạ. Ớt chim ị đó. Chim ị á ngay chỗ đó đó. Ừ. Tự nhiên nó gớt đâu con trái ngay chỗ đường đi qua đó, hay nó mọc mọc lên ha, hai ba cây gì đó. Có năm rồi đâu có trồng đâu mà nó trái. Trời ơi luôn. Cái cây mà nó thơm nữa. Tại vì chim nó ị xuống đó rồi động lên. Mình đâu có chồng. Nó ăn cái ớt. Ăn cái ớt nó ị ra. Cây nó khô, nó tốt xuống. Nhiều khi cũng có. Ừ. Tài luôn. Đây coi nè. Quá tàn nha, đây nó bẻ không lưng. Nhánh này không bẻ nãy giờ một gỗ máy rồi đó cha. Ừ. Không lưng luôn rồi đó. Đó nó bẻ không lưng luôn. Bẻ đâu lưng. Bên đây còn 3-4 cây nè. Bên kia thì có 3 cây. Nguyên cái chùm này nè, cái cây này nó gần nó gãy luôn. Thấy cây này không? Trái nó muốn gãy cây luôn á, nó quằn xuống nhiều quá, nó nặng ở đâu nó quằn xuống luôn. Cây này cũng vậy nè. Này đây bằng cua nè. Cái bằng cua này không có trồng, tự động nó mọc lên đó cô chú anh chị. Thấy lên ghê không? Người ta trồng cực khổ, người ta hái cực khổ mà ta bán thì cũng có chút đỉnh đi cậu này. Hái tặng luôn á. Rồi giúp cá với gì rau má nó mọc giống như rừng rừng vậy. À, cái đó là mấy năm đầu trồng, còn 3-4 năm nay thì tự động nó lên lại. Cái mùa này đầu cái nó lên cái nó có hột, cái nó gớt hột xuống, cái mùa kia tự động cái mùa đông tới mùa hè lại cái nó mọc lại. Cái này mình đâu có trồng bằng cua ngoài này đâu cho mà nó mọc nè. Không, cái này là nó rất ơn, rất ơn. Nó bay ở đâu gọi tao không hiểu. Nó trôi. Mình trôi vậy? Mình bắn nước mình rửa dài dài dài. Nó trôi ra đây cái mọc đâu ra đây nó mọc. Trời đất ơi, nãy nhánh kia cũng vậy, giờ nhánh này lên. Ông nội ơi coi nè. Chỗ nào cũng chỗ nấy mà. Thì à. Coi giá rồi. Thấy con cây cũng xỉu luôn. Ừ. Bác hái một vòng giờ qua tới cái ớt bên này là vô nhà là xỉu luôn á. Thôi. Tôi đi lấy cái gỗ nữa. Ớt loại này nè. Tươi ngon mà nó cay kinh khủng luôn. Này mà cái này chơi một nồi cá bún kèo kho đầu cái bỏ vô không? Oh my god. Anh ăn thôi, ai ăn. Không được qua tới năm tới nó
trồng cây khác hay là nó la nữa. Nếu mà nó còn cái gốc ở dưới đất này á, thì tôi cắt cái tỉa cái nhánh nó, cái nó bắt đầu nó đâm tự khác nó ra y hệt gì nữa. Ừ. Còn cái ở trong thùng nó thì phải nhổ bỏ rồi. Cái trong thùng nó không có chịu nổi qua cái Cái này mà để luôn mùa đông mình ăn thứ chứ. Thì mấy cái cây dưới chân này để mùa đông ở trên nè. Để chỉ... tới giống như cây sô đủ vậy. Tao chỉ dẹp cái cây chỗ đó tao nhổ đang tao trồng cái cây vú sữa hoàng kim đó thôi. Hoặc là cây mãng cầu hoàng hậu. Hai cây đó nó quý trồng ở đây cũng được cho nó. Chưa có nhiều giống mà đem qua bển mà lỡ nó chết đó thì kiếm không ra giống. Trồng ở đây. Cái mật đâu làm ngoài đường được. Này cho lấy giống rồi không? Này ra rồi. Nếu mà chị muốn lấy giống mà đem về bển để cho anh Thanh năm sau trồng đó chị. Dạ. Là hai cây này nè. Dạ. Hai cây này là lấy giống được nè. Cái này cây trái ớt nó ngay. Dạ. Nó không có bị quắn như cái mấy cái ớt kia mà trái nó mập nữa. Cái này. Mình bẻ gì nè, rồi cái mình không có bị gãy nhánh nhiều quá, thành ra cái lá cái trái con nó lớn lên mau lắm. Còn nếu mà không biết bẻ đó, mình bẻ nó gãy nhánh cái nó đứt cái trái con nó đi hết trơn, cái nó lâu lắm nó mới ra được nữa. Ồ mà nó coi nè, cái chĩa vô này nó nằm đây luôn. Cái cây nó kẹp lại luôn. Hồi đó nó chĩa vô nó còn non. Từ từ nó bự cái nó mất dính đó luôn. Chị đi với bác là chị con lon hả? Lon thứ tư. Con thứ ba, con lon thứ tư thì con nhốt nữa, bốn đứa. Bác mày con nhỏ đó học tiến sĩ đó. Bứt luôn à. Bị nó đứt rồi. Chỗ này tới chỗ kia. Dạ. Tôi trồng đây mà tôi hái tôi còn mê nữa ha, tất nhiều cát nữa. Thấy vậy tôi mới dện thêm một bè nữa đó. Cái lá nó tốt á. Dạ. Đùm quá vậy. Nhánh nào cũng có trái, nhưng trái mà nó không trái nó đùm luôn. Ông nội ơi. Nè. Tá lả trời này. Nhánh nào cũng có hết trơn mà trái nha, đùm luôn nha. Trúng mùa ớt. Cái mận đi trúng lên đó cha. Ừ. Trái nè. Dạ. Nhánh nào cũng có một đùm nha. Ở đây. Ở đây có con ông giống ông bầu gì đây. Nè. Con ông bầu vàng. Thường Việt Nam thấy ông này như đây có ông này nữa ta. Đóng cây nè. Ủa anh á, trồng cây mướp gì đâu anh Hùng? Ở bên bển là gì? Ở bên Nga. Ừ, nó đánh không vậy? Tưởng đâu đây cho tôi đồng hoàng thấy. Chết đâu? Quơ quơ vậy nó quất phát. Về cái mặt sân chùi vô. Nó được mình nhưng mà đừng có ép đó. Ép nó đường cùng nó chết. Nhưng mà nó không có được mình như con ông khác. Anh có dòm mấy cây me đó có trái đậu không? Trời ơi, mỗi năm nào nó cũng ra cái trái công công hết trơn, rồi từ từ cái nó mất hết trơn. Nhà trồng cây me 3-4 năm nào cũng có bông đầy chơi, mà không có năm nào có trái ăn. Cây nó bẻ mệt đó. Nó đỏ lai rai rồi đó chị. Ừ. Ừ. Đi qua tới cây này, cây đó nè, vô nhà cái Thành nè, vô lên cái ghế quyền thoại của bà nội. Đâm bốt. Mẹ hái cho người ta mới quý. Ừ. Nó đi theo mấy cái cây tầm cẩm nè, nó đục lỗ. Cái cây ép nó quất một phát ra về mà cái mặt sưng lên giống như chưa bán giới luôn. Nó ra đây. Ồ cây đây, ngã cây kia đây, ngồi ngoài chơi nó dễ hơn phải không? Vinh ra ngoài luôn. Má trời, cái ớt gì nó rẽ ra con coi nè. Nó rẽ ra tại nhánh nó trái quá nó quằn xuống. Yeah. Trái nhiều quá tới nó quằn hoài vậy. Trời ơi, ba cái rau ngộ, rau phân cua này nó non thôi kìa. Cái thùng gì em? Cái thùng phân á bác Thanh. Ồ. Cái thùng đang tôi pha phân tôi tưới này nè. Dạ. Yeah. Vậy mà tôi còn làm bị lẫm hoài đó.
Mấy cái này ngon quá, mình thấy mẹ mình phải bỏ qua quá, hốt mấy cái này thôi. Ớt dài này thì dễ lẻ lắm. Chỉ dằn vậy thôi. Ớt hiểm nó con muối với chua ăn được lắm. Cái cây dữ lắm. Hái nãy giờ. Ớt hiểm thì dài hả? Đó, ớt đó. Ớt thường Linh đang để. Em hái nãy giờ ba gỗ rồi. Ờ, đưa anh đi. Chị. Ở đây nè. Ui. Mệt quá. Bây giờ mưa à? Mưa à, mưa mưa. Mỗi hái con tí vô đây nhà muốn xỉu luôn. Mạng rổ nhỏ bên kia còn ba rổ nữa. Đây. Giờ anh có rổ nhỏ nhỏ thôi à. Bên kia còn mấy rổ nữa. Xô đầy vậy nè. Hái ớt mà có thể tính từng xô nha mọi người. Ghê hồn không? Ớt là có thể nói là hái từng xô với rổ chứ không có nói là còn nói nữa đâu. Ghê không? Ớt này làm tương ớt. Ghê ngon không? Ghê hồn không? Đi nè. Nãy giờ được gần một rổ. Một rổ này cũng bự à. Rổ này còn bự hơn nữa nè. Rổ này mấy ký không? 2 ký không? Có nè, dễ hồng không? Hai con tí đau lưng cũng chết. Cha ông chơi nguyên một cái đùi con heo gừng. Con này ông làm gì mẹ? Sầu lăng hả? Mơi sầu lăng. À, một là ống sầu lăng, hai là ống chơi giả cày sao? Chắc xương nấu cà ri. Cà ri à? Xương nấu cà ri còn thịt sầu lăng hay là giả cày? Cha ống chơi nguyên cái đùi con heo rừng ra để đó, ông tính nấu cà ri với sầu lăng. Còn chút kia ông làm làm giá cày cho tính nấu giá cày ấy chứ. Wow. Ok bye bye. Bye anh. Em bye bye. Bye. Nè, bye. Ok Steven cảm ơn cô chú và anh chị mới vừa theo dõi video của Steven nha. Sáng sớm gia đình bà xã với bác của mình với ba của mình với mẹ mình đi hái ớt. Hái bây giờ cũng có rổ rồi đấy, nãy con có quay sơ sơ cho cô chú anh chị các bạn xem á. Nếu cô chú anh chị mà thấy video có ý nghĩa nha, nhớ bấm subscribe and like video và chia sẻ để ủng hộ Steven làm video tiếp nha. Để Steven làm những video về cuộc sống của Florida cho mọi người xem. Ông rời cũng hơi bận nên không có đi làm video nhiều. Với cái tay nó bị đau, cái này đã mới vừa đã đỡ bắt đầu cái quay tiếp. Thì hy vọng sớm sẽ có nhiều video post lên cho mọi người xem ở về cuộc sống ở Florida. Ok, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở một video sớm nhất nha. Bye bye.